Israel tấn công phủ đầu vào Lebanon, Hezbollah dội loạt rocket và tên lửa. Các chiến đấu cơ của Israel đã tấn công các mục tiêu ở Lebanon, ngay trước khi lực lượng Hezbollah phóng loạt rocket và tên lửa vào nước này ngày 25 tháng 8. Quân đội Israel xác nhận các máy bay phản lực chiến đấu của nước này đã tấn công phủ đầu, các mục tiêu ở Lebanon, ngay khi Israel nhận được tin đánh giá nhóm Hezbollah đang chuẩn bị bắt đầu dội hàng loạt tên lửa và rocket vào Israel. Để đáp trả những mối đe dọa này, lực lượng phòng vệ Israel, IDF đang tấn công các mục tiêu khủng bố ở Lebanon, IDF cho biết trong một tuyên bố sáng 25 tháng 8. Israel thề làm mọi thứ để bảo vệ đất nước. Trong một tuyên bố ngay sau đợt tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, chúng tôi quyết tâm làm mọi thứ có thể để bảo vệ đất nước, đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn, và tiếp tục duy trì một quy tắc đơn giản, bất kỳ ai làm hại chúng tôi sẽ làm hại họ. Ngoại trưởng Israel trước đó, nhấn mạnh nước này không tìm kiếm một cuộc xung đột diện rộng ở Trung Đông. Đã có thương vong trong cuộc tấn công của Israel. Theo nguồn tin của báo The Guardian, ít nhất một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào một ô tô ở thị trấn Khayyum, miền nam Lebanon. 4 người khác được báo cáo bị thương trong các cuộc tấn công riêng biệt khác. Nguồn tin của The Guardian cũng cho biết vẫn chưa thể xác định danh tính của người chết, giải thích rằng hoạt động của những người ứng cứu đầu tiên đã bị hạn chế do các cuộc không kích và hoạt động của máy bay không người lái đang diễn ra ở miền nam Lebanon. Tổng thống Mỹ đang theo dõi sát diễn biến. Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Mỹ Joe Biden đang theo dõi sát mọi diễn biến giữa Israel và Lebanon, theo đài CNN. Hiện giờ đang là hơn 1 giờ sáng 25 tháng 8 ở thủ đô Washington DC. Chưa rõ phản ứng của Mỹ là gì, trong bối cảnh ít nhất 2 nhóm tác chiến tàu sân bay của Washington đã ở khu vực. Bộ Quốc phòng Israel ban bố tình trạng khẩn cấp. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo nội các Israel sẽ họp lúc 7 giờ sáng 25 tháng 8 theo giờ địa phương, tức 11 giờ trưa cùng ngày theo giờ Việt Nam. Cơ quan quản lý sân bay Israel cho biết các chuyến bay đến và đi từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv đã bị tạm dừng. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng ban bố tình trạng khẩn cấp. Israel huy động hơn 100 chiến đấu cơ. Theo thông báo của Không quân Israel, nước này đã huy động hơn 100 máy bay chiến đấu tập kích phủ đầu vào Hezbollah từ rạng sáng 25 tháng 8, phá hủy hơn 2.000 bệ phóng tên lửa và rocket của Hezbollah đặt tại miền nam Lebanon. Khoảng 40 bãi phóng tên lửa cũng bị tập kích. Israel khẳng định số bệ phóng này đều chuẩn bị tấn công vào phía bắc và trung tâm của nước này. Hezbollah phóng hơn 300 quả pháo phản lực bắn loạt, tuyên bố chỉ là đợt đầu. Trong tuyên bố trưa 25 tháng 8 giờ Việt Nam, Hezbollah nói đây là đòn trả đũa cho việc Israel đã ám sát chỉ huy cấp cao của họ. Nhóm này đồng thời cho biết giai đoạn đầu tiên của đợt tập kích vào Israel đã kết thúc với thành công hoàn toàn. Hezbollah kế đó cho biết giai đoạn đầu tiên tập trung vào các địa điểm quân sự của Israel để vô hiệu hóa lực lượng phòng thủ của nước này, mở đường cho đợt tấn công thứ hai vào các mục tiêu mong muốn sâu bên trong Israel. Tuyên bố không nêu rõ mục tiêu đó là gì. Cũng trong tuyên bố, Hezbollah cho hay đã đánh trúng 11 căn cứ và doanh trại của Israel, bao gồm cả cao nguyên Golan trong sáng 25 tháng 8. Đồng thời nói thêm rằng khoảng 320 quả pháo phản lực phóng loạt đã được phóng đi. Khi được hỏi về số lượng rocket của Hezbollah và địa điểm mà nhóm này nhắm tới, quân đội Israel đưa ra con số thấp hơn. Theo đó, họ thống kê được khoảng 215 quả rocket đã được bắn từ Lebanon, nhưng không nói rõ mục tiêu của chúng. Nhiều rocket và tên lửa từ miền nam Lebanon bị bắn hạ. Theo các nhân chứng của hãng tin Reuters, còi báo động vang lên ở miền bắc Israel và nhiều vụ nổ đã được nghe thấy xung quanh một số khu vực khi hệ thống phòng không Iron Dome của Israel bắn hạ các rocket và tên lửa bay đến từ miền nam Lebanon. Dịch vụ xe cứu thương Magen David Azom của Israel cho biết họ đang trong tình trạng báo động cao trên toàn quốc. Hiện chưa rõ thương vong ở cả Israel và Lebanon. Quân đội Israel cho biết các hướng dẫn phòng thủ dân sự mới sẽ sớm được ban hành cho người dân. Phía Israel khẳng định đã cảnh báo người dân ở miền nam Lebanon tránh xa các khu vực mà Hezbollah hoạt động. Các cuộc tấn công diễn ra khi các nhà đàm phán đang họp tại Cairo, Ai Cập trong nỗ lực cuối cùng nhằm chấm dứt giao tranh ở Gaza, trao trả các con tin người Israel và nước ngoài để đổi lấy tù nhân Palestine. Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bắn rocket vào Israel ngay sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của các tay súng Hamas. Kể từ đó, Hezbollah và Israel đã liên tục đấu súng dọc theo biên giới, đồng thời cố gắng duy trì sự kiềm chế mong manh. Sự cân bằng mong manh đó dường như đã thay đổi sau cuộc tấn công ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát khiến hàng chục công dân nước này thiệt mạng, song Hezbollah phủ nhận trách nhiệm. Và kế đó là vụ Israel bị cáo buộc ám sát Fuad Shukr, một chỉ huy quân sự cấp cao ở Beirut, Lebanon. Căng thẳng giữa hai bên đã dẫn tới các lo ngại xung đột giữa Israel và nhóm Hamas thành một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông. Mỹ, một đồng minh của Israel, đã điều ít nhất 2 nhóm tác chiến tàu sân bay đến khu vực để sẵn sàng ứng phó. Nga dồn quân tinh nhuệ đến Kursk gây thiệt hại lớn cho Ukraine. Trả lời Walter Chisholm, một chỉ huy tiểu đoàn máy bay không người lái của Ukraine có mật danh câu, cho biết Nga đang tiến hành một cuộc chiến mạnh mẽ hơn ở Kursk và đang gửi những người lính được trang bị tốt đến khu vực này. Theo câu, đơn vị do ông chỉ huy đã phải vật lộn để chống lại lực lượng gồm 80 quân Nga vào đầu tuần này. Cuộc tấn công của họ diễn ra sau một loạt 21 quả bom đạn của Nga trút xuống ngôi làng mà Ukraine đang kiểm soát ở Kursk.
chúng tôi cũng đang phải trả giá, ông nói với báo Mỹ. Đơn vị của cô là một trong những người đầu tiên tiến vào Kursk trong cuộc tấn công hôm 6 tháng 8. Họ hiện đang đào xuống các hầm ở phía bắc thị trấn Svitza, triển khai máy bay không người lái trinh sát và tấn công để hỗ trợ lực lượng Ukraine tiến công. Chúng tôi muốn đưa cuộc chiến đến lãnh thổ của họ, ông nói. Ukraine tuyên bố sau gần 3 tuần tấn công họ đã kiểm soát hơn 1,000 km2 lãnh thổ Nga, đưa quân sâu vào hơn 30 km so với biên giới hai nước. Cuộc xâm nhập đã khiến Nga bất ngờ, không kịp phản ứng nhanh chóng và hiệu quả, một phần là do cấu trúc chỉ huy phức tạp và thiếu kế hoạch dự phòng. Tuy nhiên, sau thời gian đầu, Nga đang dần lấy lại thế chủ động. Đà tiến của Ukraine trong tuần này bắt đầu chậm lại khi họ chỉ đạt được những bước tiến nhỏ. Câu nói rằng Nga đã tái triển khai lực lượng được trang bị tốt đến khu vực này, một số có kinh nghiệm chiến đấu đáng kể. Dựa vào hình ảnh quay từ máy bay không người lái, ông cho biết ông có thể thấy một số binh sĩ Nga đang củng cố lực lượng và thiết lập các vị trí phòng thủ. Khi cả Nga và Ukraine cùng đào chiến hào, một cuộc chiến kéo dài và tiêu hao có nguy cơ xảy ra. Theo giới quan sát, Nga dường như đang không coi Kursk là ưu tiên hàng đầu do tại khu vực này, Ukraine chưa kiểm soát được bất cứ khu vực chiến lược nào trong hàng chục khu định cư. Trong khi đó, Ukraine đã buộc phải kéo bớt quân tinh nhuệ có kinh nghiệm chiến đấu từ Donbass lên Kursk để duy trì thành quả tấn công, tạo ra lỗ hổng lớn trong phòng tuyến. Nga đang chớp thời cơ và tiến nhanh về một trung tâm hậu cần của Ukraine ở Donetsk. Trong những ngày qua, Nga liên tục tuyên bố giành thêm lãnh thổ ở Donbass. Tại Kursk, Nga dường như muốn cầm chân và tiêu hao lực lượng thiện chiến, cũng như vũ khí hiện đại của Ukraine. Nga đã cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ, nhưng tới nay họ vẫn chưa phản công quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23 tháng 8 tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tổng cộng 5.137 quân nhân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân và 350 xe chiến đấu bọc thép kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk. Ukraine chưa bình luận về thông tin này, tuy nhiên, giới quan sát trước đó cho rằng Kiev đang chịu thiệt hại lớn về vũ khí ở Kursk thì họ là bên chủ động tấn công. Điều này có thể gây bất lợi cho Kiev vì họ có nguồn vũ khí hạn chế và phải phụ thuộc lớn vào các nước NATO. Các chuyên gia phương Tây nhận định, với đà tấn công hiện tại ở Kursk và Donetsk, cả Nga và Ukraine sẽ khó chiến thắng cả cuộc chiến chỉ bằng một trận đánh quyết định tại những khu vực này. Dường như hai bên vẫn tiếp tục đua sức bền trong một cuộc chiến tiêu hao. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh, nhấn like, share và nhận thông báo để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.